kính lâu tiêu cự 18 khẩu mở 0.95 máy M1 Mark 1 Olympus M1 Mark 1, một cái máy đó sản xuất cách đây khoảng 11 năm rồi. Cái clip này bằng con Pocket 3 với mic DJ2 rồi. Cái của nó là 0.2m là khoảng 20cm đó. Thì cái cho cái lens rất là gần, có thể chụp macro những cái gì đó nó những góc đặc biệt hơn. Thì mình đang ở Lăng Ông Bà Triệu. Và hôm nay mình có một đi cái này để mình test một cái ống kính mới của Laowa. Đây, đây là ống kính Laowa. Ống kính Laowa tiêu cự 18 và khẩu mở 0.95. Laowa August ha. Thì cái này là lấy nét bằng tay thôi chứ không có lấy nét tự động. Thì cái giá của nó là hôm lúc mình lấy là nó khoảng 11.500. Thì qua mua qua một người anh thì nó đã có giảm giá rồi. Và trên thân máy M1 Mark 1, Olympus M1 Mark 1, một cái máy đó sản xuất cách đây khoảng 11 năm rồi. Nhưng mà cái máy này thì mình mua lúc nó còn ít sút, cho nên nó chụp mình vẫn thích chụp cái máy này. Nó cho cái chất ảnh nó hơi vintage chút xíu. Và bây giờ mình sẽ đi lòng vòng vào đây để mình test ở trong Lăng Ông một chút xíu. Sau đó mình sẽ ra chợ mình chụp thêm một số cái nữa để mình test được các khẩu độ để xem là nó nét như thế nào. Thật ra trước đây mình có test đi biển đi đò rồi, nhưng mà mình chưa làm một cái chính thức. Bây giờ mình sẽ là quay cái này xong mình lồng ghép vô thêm những tấm ảnh mình đã chụp để bạn xem và đánh giá trải nghiệm. Ok, rồi bây giờ mình đi thôi nào. Rồi ok, bây giờ mình đi thôi. Thì mình đang quay cái clip này bằng con Pocket 3 với mic DJ2. Rồi tại vì khi mình kẹp trên áo này thì nó sẽ bị kêu sột, nên mình phải gắn cái mic rời cho nó này ok hơn, nó không bị tiếng sột để mình khi mà mình gắn lên người. Hồi Lăng Bà Triệu thì chắc ai cũng biết rồi, mọi người sẽ thường chụp áo dài ở đây nhiều. Rồi sinh sáng những người già rồi vô tập dưỡng sinh cũng rất nhiều. Rồi đây như mình thấy làm cái cổng chắc là từ Tết tới giờ chưa có bỏ nè. Rồi hôm nay đi thì thấy cũng có một hai nhóm chụp hình thôi chứ chưa nhiều đấy. Cái anh Tây kia đang dẫn người yêu đi chụp kìa. Đấy, cái này thì phù hợp với chụp mà nó dài các kiểu thì nó cũng sẽ rất phù hợp. Bây giờ mình sẽ chụp thử các ánh nắng gắt, các ánh nắng thế nào. Như cái này mình sẽ chụp kiến trúc trước thì cái khẩu mở lớn thì mình sẽ không áp dụng được rồi. Lát ra chợ mình đi vòng vòng mình sẽ áp dụng chụp các khẩu độ. Bây giờ mình sẽ chụp kiến trúc trước nha. Như trên mấy con này thì cái độ gần nhất của nó là 0.2m là khoảng 20cm đó. Thì cái cho cái lens rất là gần, có thể chụp macro những cái gì đó nó những góc đặc biệt hơn. Thì 18 trên đây thì sẽ quy đổi ra là khoảng 36 ha, tại vì cảm biến M43 thì nó sẽ nhân lên 2, cứ lấy 18 nhân 2 là khoảng 36. Nói dành cho những ai chưa biết về cái loại cảm biến này thì bạn tham khảo thêm. Đây nó có một cái nút kiểu như mình gạt qua đây nè. Đấy, thì nó sẽ vặn cái vòng khổ nó mượt hơn. Cái này thì mình nghĩ là áp dụng cho quay phim. Còn chụp hình thì nó luôn luôn để cái khẩu độ cố định. Cho nên mình bật lên cái chữ lít này nè, để khi mình xoay á để mình cảm giác được là nó tới đâu. Chứ mình không bật là mình hay bị lộn lắm. Thì ở ngoài cảnh thì mình chọn chế độ A thôi. Chọn chế độ A. Đấy. ISO thì mình để 200. Thường là vậy, 200 hay 100. Rồi. Cái ba lăng điện 5600 cho đối mặt ánh sáng trắng ha. Thì mình thích cái chế độ natural này, độ ánh sáng tự nhiên. Nếu không cần chụp người thì không cần bật cái nhận diện lấy nét này làm gì. Rồi SDS thì mình để auto luôn ha. Hay để luôn. Ở robot thì các bạn sẽ cài đặt một cái nút FN này nè. Thì picking các bạn ơi, khi mình chụp á, mình sẽ nhấn cái nút cài đặt, ví dụ FN1 mình cài thì khi mình chụp mình sẽ nhấn cái này để khi mà mình lên nét nó sẽ hiện hai lay đỏ đó.
thấy hiện hai layer đỏ. Mình sẽ dễ lấy nét hơn. Nó kiểu như bạn không cần phải nhìn rõ cái màn hình nhưng bạn vẫn lấy nét ok được, dễ nét được. Còn bạn không bật á, thì bạn phải để cái màn hình dữ lắm, căng mắt dữ lắm. Cho nên cái hai layer đỏ này nó sẽ hỗ trợ cho mình lấy nét. Rồi bây giờ mình sẽ chụp kiến trúc này thì thường để mà rõ hết đầu đuôi á, thì kiến trúc thì mình sẽ để khẩu lớn. Đây mình sẽ để khẩu 5, 6 hoặc 8, bây giờ mình để sẽ khẩu 8 luôn. Mình đang để khẩu 8 và chế độ A nha. Các bạn thấy highlight đỏ nó bao trùm hết cái khung máy luôn. Rồi mình cũng nên kiểm tra lại. Highlight đỏ mình cũng tin tưởng đó, kiểu như mình dùng quen rồi á, mình sẽ thấy như đây là nó bị cứ bị ao ao nhẹ nhẹ nè. Nó cho nên cái điểm nào bạn cần lấy nét thì nó tập trung cái highlight đỏ cho đó là ok. Hoặc các bạn có thể canh mét, ví dụ từ đây tới đó khoảng 6 mét đi, thì mình vặn tới khoảng 5 mét, 6 mét là cái thế mà chụp thôi. Cái pocket bar này nó cứ bị lồi ra là mình cũng khó canh quá. Rồi nãy giờ mình vẫn đang để khẩu là 8 ha. Mình để lên 11 xem sao. 11 thì cái khẩu mà lớn nhỏ nhất của cái ống này là 11 thôi. Này mà để kỹ hơn thì các bạn nên ngắm vô lỗ ngắm thì coi kỹ hơn. Cái màn hình M1 đời cũ này nó không có chống chói ngoài trời. Nãy giờ mình tới chụp cái anh đang túi nước này nè, mình đang bây giờ mình sẽ hạ khẩu xuống 1.4 đi, 1.4. Thì các bạn cứ thấy mà highlight đỏ tập trung nhiều nhất vào người đang tiếp bông á thì chụp cái cây. Rồi mấy ô cửa sổ này. Cái chế độ A mà mình chụp mình hay chụp là do nó chỉnh cái bù trừ sáng nó nhanh, mình chỉ bằng một nút xoay một nút thôi là ok rồi, không có thao tác quá nhiều. Rồi nãy giờ mình đang để khẩu 11 nha. Ở ngoài gần chợ cho nên tiếng rao đồ nó ồn quá, không biết các bạn nghe rõ không. Khi chụp mà nếu mà chói quá thì nên ngắm lỗ ngắm nè, mình đang ngắm lỗ ngắm. Rồi bây giờ mình sẽ chụp mặt ra thử cái ánh sáng nó đang chiếu đây nè. Bây giờ mình sẽ mở 0.95 luôn, 0.95 rồi mình lấy nét chụp thử xem nào. Vặn về lấy nét gần nhất xem sao. Ồ, nó rất gần luôn á. Cho hiệu ứng cũng rất là đặc biệt. Mở lớn 0.95 tốc độ báo tới 8000, cho nên chắc mình sẽ ISO xuống khoảng 100. Do trời hôm nay đang nắng quá rồi. Lô ha. Nó vẫn báo 8000.
cái tiêu cự 35 mà cho cái góc nhìn gần như thế này nó rất là hay ho. Bây giờ mình mở khẩu 2 đi. Mình đang khép lại khẩu 2. Lấy nét rất gần. Như bằng xe mà bột súng đang lòi lên này. Lúc mình chụp tự nhiên hết nắng vậy ta. Thương quá, xô nãy giờ mình nói quá trời nói mà mình không bấm máy. Rồi bây giờ mình làm lại. Rồi mình thích những ánh sáng như vậy nè đó. Bây giờ ánh sáng đang xéo nè, nó còn sự tương phản nửa sáng nửa tối ha. Khi chụp lên thì nó cũng sẽ gắt, ví dụ các bạn có một cái filter ND 64 hoặc là 128 tốt để tốc độ nó giảm lại. Khi tốc độ càng chậm á, đương nhiên là chậm mà có thể cầm tay được, thì ánh sáng nó chuyển nó sẽ mượt hơn. Chứ nhiều bạn chụp mà không để ý tới cái tốc độ cũng không được, không phải. Tình hình nó rất gắt, kiểu như nó gắt gắt kia, khó chịu lắm. Mình có chỉnh Lightroom đồ để giảm gắt các kiểu thì nó cũng không có mượt quan. Mình cái chụp mình cũng di chuyển cạnh, di chuyển góc chụp. Bây giờ mình sẽ thử chụp một cái góc gần thôi, những cái máy ngói này. Khi chạy lên trời tốc độ tăng kinh khủng khiếp lắm rồi. Thế mình thử các kiểu xem cái chất lượng ống kính này như thế nào. Khi chạy lên mặt trời thì nên để khép khẩu độ lại chút xíu, cao cao chứ. Cho mình mở hết là nó do thì cái vấn đề cháy sensor không thì mình không rõ, nhưng mà nó sẽ không tốt cho sensor. Bây giờ mình đang chụp cận cái đầu gà. Không 0.95 luôn xem sao nha. Rồi mình để tiêu cự mà gần nhất có thể. Những cái lens này nó có một cái viền đen xung quanh, các bạn thấy không? Các bạn thấy xung quanh cái viền đen à? Nó có tạo ra cái hưởng vintage tịch, nó rất là hay, mình thích điều đó. Thích viền đen cho mình thích. Giờ mình để lên 5.6 nè. 1, 2 cậu 2 xem sao. Đó, có thể mặc ro được cận. Trên thực tế là 0.2 là áp dụng cái full frame thôi, còn cái này là máy M43. Thì bạn thấy khoảng cách nó chỉ khoảng gần, rất gần, chưa tới 10cm nữa là nó đã nét rồi nè. Nên dùng cái M43 nhiều cái nó cũng rất có lợi. Nên những cái mà tương phản nắng vậy chụp lên rất là đặc biệt. Đó, các bạn chỉ việc bù trừ sáng thôi. Sở dĩ nó cái để khẩu 4 hoặc là 5.6 là để cho cái độ nét cái đốp hơi dày xíu, nhưng mấy cái độ nét đảm bảo. Tại vì chụp đời thường thì dạng như là một dạng phóng sự mà. Mình thích cái sự tương phản như vậy. Đây là nắng thuận nè. Nắng thuận thì những cái vật như liệu như đá đó nó rõ lên, nó lên chất liệu nhiều hơn.
nhưng có hai cọng. Nếu mọi người chụp thì mọi người cứ để vô, thấy nắng mà sợ cứ để vô 4g chụp. Thì nó có hình sắm ẩn tiền nhưng mà nó có gì đặc biệt hết. Nếu bạn đã là người chụp hình rồi thì bạn sẽ thấy những cái chụp đó nó rất là chán đúng không? Bây giờ là 10 giờ. Chắc là mình sẽ ra ngoài chợ mình lượn chút xíu, xong đó mình ra xe. Vặn tiêu cự mà từ 5m trở đến 10m thật vô cực á, thì nó đều báo hay lại đỏ hết. Vấn đề kiểm tra hình cái nó có nét hay không thôi. Ok, nét tại vì khẩu càng khép thì đốt càng dày. Mình khép khẩu để mình chụp toàn cảnh này thì chỉ cũng nó rõ hết cũng được, để cho cái tốc độ nó giảm xuống. Mình giống như dân du lịch đi vậy đó, trong khi mình dân ở đây. Nhưng dù đi đâu thì mình cũng thích những cái đền đài mà có mang tính lịch sử như vậy. Cái này hay, cái mà một đời cũ, cái mình thích cái là cái màn hình vậy nè. Nó mở ra, nó không phải xây ra xây vô, khó chịu. Mình thích lật lên lật lại như vậy. Nó sẽ bất tiện một số cái nhưng mà lật lên lật xuống vậy nó... Mình đưa lên hay mình để thấp máy xuống cũng được, chỉ cần bật ra thôi. Bây giờ mình sẽ lượn ra chợ mình chụp chút xíu xong mình về ha. Giờ cũng trễ rồi, về vợ con nó chửi. Thì chụp đời thường nãy giờ mình cũng nói như rồi, 4, 5.6 hoặc 8 cái thế mà chụp. Mở khẩu lớn hay tiêu cự tele thì phụ thuộc các bạn thôi. Giờ chụp đời thường cận bằng lens tele nó cũng rất là yeah. Nó mang một cảm giác nghe gần gũi. Còn như tiêu cự 35 khi đổi trên máy là 35 thì nó là ok thôi. Để nắng gắt thì tốt nhất có một cái lens này là đẹp rồi. Một cái filter ND này là đẹp rồi, nó rộng vào. Bây giờ mình không nhớ được. Có nhớ được không ta? Cái 3m là chụp mình có giờ mình đang để khẩu 5.6 khoảng cách 3m mà bấm thôi để chụp tiếp la vậy để mình xử lý nhanh và sẽ giúp mình giản dị hơn nữa. Nên cái mặt chai đều được, không có lo lắng gì cả. Rồi, ra cái đường rồi bắt Grab về thôi. Một con
hẹn văng. Đưa lên 3 mét nó còn gần ha. 5.6 thì cái đốt của nó dày. Nếu khi chụp mà ống MF á là mình sẽ nghĩ ra nhiều cách xử lý hơn. Chứ AF là bạn cứ tin vào AF rồi điểm lên nét mấy trăm điểm chắc kiểu. Nó hoàn toàn vô nghĩa khi bạn dùng lên MF. Ở đây mình biết đường ra nữa, thế là thôi mình ra kia đi. Chắc mình sẽ kết thúc ở đây, mình cất máy và bắt Grab. Chắc ở kia em có chở cất máy này.